Minasan konnichiwa. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình học tiếng Nhật cùng Nhật ngữ Hoa Sen. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu một mẫu ngữ pháp mới các bạn nhé. Và đó là mẫu ngữ pháp nào các bạn cùng theo dõi trên màn hình. Trên màn hình các bạn thấy là cậu bé này là chơi game các bạn ha. Hay anoko wa asa game o shimasu. Hiru mo game o shimasu. Yoru mo game o shimasu. Cậu bé này là chơi game từ sáng cũng chơi game, trưa cũng chơi game và tối cũng chơi game. Hay anoko wa ichinichi yu game bakari shite imasu. Hay anoko wa ichinichi yu game bakari shite imasu. Như vậy thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu mẫu ngữ pháp bakari các bạn ha. Bakari có ý nghĩa là gì và cách sử dụng như thế nào? Chúng ta cùng đi tiếp các bạn nhé. Như vậy thì bakari, ngữ pháp ngày hôm nay chúng ta học là danh từ đi với bakari các bạn ha. Các bạn chú ý là danh từ đi với bakari và có ý nghĩa là chỉ toàn là. Mẫu ngữ pháp này thường được sử dụng theo ý nghĩa tiêu cực. Ví dụ như trong ví dụ hồi nãy chúng ta có là chỉ toàn chơi game thì chúng ta có gì các bạn? Hay game bakari các bạn ha. Chỉ toàn chơi game, danh từ game đi với bakari, game bakari. Và để hiểu rõ hơn mẫu ngữ pháp ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu một vài ví dụ các bạn nhé. Trên hình vẽ các bạn thấy là người đàn ông đang làm gì các bạn nhỉ? Có vẻ như là người đàn ông này đang say. Đúng rồi đó các bạn. Người đàn ông này là uống rượu. Như vậy là chỉ toàn uống rượu. Chỉ toàn uống rượu, chỉ toàn uống bia thì mình sẽ nói như thế nào được các bạn? Hay osake bakari, chỉ toàn uống rượu, chỉ toàn uống bia thôi, dùng với nghĩa tiêu cực các bạn ha. Nào các bạn cùng đọc với mình câu này nhé. Chichi wa kono goro osake bakari nonde imasu. Hay chichi wa kono goro osake bakari nonde imasu. Bố của tôi thì dạo gần đây chỉ toàn là uống rượu thôi. Hay osake bakari các bạn ha, danh từ đi với bakari. Tiếp tục các bạn nhé. Như trên hình vẽ các bạn thấy là gì các bạn? Trời mưa, ở ngoài cửa thì trời mưa và đồ thì bạn nữ này là phải phơi ở trong nhà nhưng có vẻ là cũng không có khô lắm các bạn ha. Do trời mưa cho nên là đồ không khô. Như vậy thì chỉ toàn mưa thì mình sẽ nói như thế nào được các bạn nhỉ? Ame hay ame bakari. Ame bakari chỉ toàn mưa. Các bạn cùng đọc với mình câu này nhé. Saikin ame bakari de sentaku mono ga kawakimasen. Hay saikin ame bakari de sentaku mono ga kawakimasen. Dạo gần đây thì chỉ toàn là mưa thôi, trời chỉ toàn là mưa thôi cho nên là đồ giặt không có khô các bạn ha. Ame bakari chỉ toàn mưa thôi, mang ý nghĩa tiêu cực. Người đàn ông này như thế nào các bạn? Có lẽ là người đàn ông này là chỉ toàn là nói dối các bạn ha. Như trên hình vẽ thì chỉ toàn là nói dối. Nói dối là gì các bạn nhỉ? Hay uso. Uso bakari là toàn là nói dối. Ano hito no hanashi wa uso bakari desu. Hay ano hito no hanashi wa uso bakari desu. Cái câu chuyện của người đàn ông đó thì chỉ toàn là giả dối, chỉ toàn là nói dối thôi. Hay uso bakari các bạn ha, danh từ đi với bakari. Mang ý nghĩa tiêu cực, chỉ toàn là cái gì đó thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài học ngày hôm nay. Và nếu như có bất kỳ thắc mắc nào, các bạn hãy gửi về. Đội ngũ giáo viên của trường Nhật ngữ Hoa Sen sẽ xem và gửi lại phản hồi cho các bạn. Và để củng cố bài học ngày hôm nay, các bạn đừng quên click vào link bài tập ở phía dưới nhé. Chúng tôi sẽ giúp các bạn tích thêm một điểm vào tài khoản nếu như các bạn làm đủ 100 điểm. Còn bây giờ thì chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại. Hanmata kondo negashimasu.